trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Trả vàng giả cho phu nhân đó. Cái gì? Dì mới nói gì đó? Vàng giả? Đây là vàng Mỹ ký. Bán không có ai mua. Trời, tôi tưởng đâu à, nhà mẹ đẻ của phu nhân cho con gái mình của hồi môn bằng vàng 10 đó chứ. Thì rõ ràng là vàng 10 chứ còn cái gì nữa. Giống vàng 10 nhưng lại là vàng Mỹ ký. Tôi hỏi 5-6 cái tiệm rồi, ai cũng trả lời như đinh đóng cột. Làm tôi xấu hổ gần chết. Hay là có ai đụng tay vào rồi? Phu nhân, tôi đã kiểm tra vàng trước mặt phu nhân khi đem nó đi. Phu nhân xem lại đi, coi có phải vàng của mình hay không. Hả? Biết phiền phức như vậy á, tôi không làm chuyện tài lanh, không có được gì mà còn mang tiếng. Không thể nào. Không bao giờ có chuyện ba mẹ tôi đưa của hồi môn là vàng giả hết. Cha mẹ thương con cái á, nhưng lực bất tòng tâm là cái chuyện thường tình. Vàng này mà vàng 10 á, là cả một gia tài ở dưới quê. Biết đâu ba phu nhân vì muốn giữ thể diện cho mình mới làm như vậy. Dì biết gì vậy ba tôi mà nói như vậy hả? Chẳng lẽ cứ nghèo là xin hàng sao? Nếu vậy, dì coi lại bản thân của dì đi. Dì không hơn gì gia đình của tôi cả. Chưa kể một mình dì mang đống vàng đi mấy tiếng đồng hồ, ai biết dì đã làm được cái gì. Phu nhân, phu nhân nói chuyện vô căn cứ vậy mà nói được à? Thôi được, đợi tối nay chủ tịch về đây, tôi sẽ báo lại với ông, nhờ ông phân xử. Dì đem chủ tịch ra hù tôi đó hả? Nếu chồng tôi biết được lý do đằng sau cái chuyện tôi bán của hồi môn, cùng lắm là giận đôi chút. Còn chuyện vàng thật biến thành vàng giả, để tôi xem dì ăn nói như thế nào. Danh dự của tôi có thể bị đống vàng giả của phu nhân phá hủy, nhưng mà cũng không chừa khả năng chủ tịch tin rằng bên nhà vợ của ông ấy cho con gái mình của hồ môn bằng vàng giả. Tới chừng đó ai đẹp mặt? Phu nhân thích cá cược chứ gì. Được, tôi theo tới cùng. Hôm nay coi như là con Ngân nó đãi hai đứa tụi mình uống rượu. Vô. Công nhận á, cái là cái sớm mình có phước thiệt ha. Bám cưới mà đãi rượu tây không. Bởi vậy tôi nói thiệt, hồi đó bà con sớm này á cũng đồn á là gia thế anh đâu phải dạng vừa. Sao làm ăn thất thế á mới trôi dạt về xứ này. Lúc đầu tôi tưởng khoác lác nha. Bây giờ á, thấy anh định hướng tương lai con gái anh á, tôi thấy anh có cái tầm nhìn xa, tôi nể á. Phải ai cũng hiểu được như anh thì đỡ quá. Tôi muốn đưa con cái tôi ra cái thế giới lộng lẫy bên ngoài. Người đời nhiều khi họ thờ ơ, họ không nhìn thấu được sự việc. Nhưng mà theo tôi nghĩ, mình muốn được cái gì thì cùng mình cũng phải mất chút đỉnh gì cái đó. Đó giống như hồi trước, cái ước mơ của tôi là mở quán nhậu trên thành phố. Nghe nói cái trển á, nhiều khách, bán có tiền dữ lắm. Tôi giọt đi liền. Rồi sao? Trên đường đi tự nhiên tôi chóng mặt. Mặt mày tôi tái mét à, muốn xỉu luôn á. Mai sao gặp bà Hoa, bà nói tôi trúng gió. Bà mê hai lá thuốc ở nhà bà xong đó, bỏ vô nồi á, bà bắt tôi xong. Tôi xong ngay lúc đó. Vậy là anh quyến luyến cái nồi nước sông, cho nên anh bỏ ý định xa xứ đó hả? Mà xong đâu có hết đâu. Tại tôi bị đau hoa tử mà. Xong sao hết.
tôi chạy ra tiệm thuốc tây, tôi mua hai liều thuốc, tôi uống vô nó mới hết đỡ. Tôi thấy kiếm tiền á, thì tiền ở đâu cái giá trị nó cũng như nhau. Quan trọng là cái tình làng nghĩa xóm. Cho nên tôi quyết định tôi ở lại cái xóm này, tôi không đi đâu nữa. Con Ngân trong lòng tôi á, luôn là cái đứa con mà tôi yêu quý nhất. Cái đám cưới linh đình đó là tôi muốn trả lại nó cái giá trị mà nó xứng đáng được hưởng. Rồi anh biết sao mà bà con bàn tán nói anh là bán cô gái không? Anh có suy nghĩ về vấn đề này không? Nếu anh nói con của anh là viên ngọc quý mà anh đem đi á, anh đong đếm bằng tiền. Cái gì mà mua bằng tiền nó đều rẻ. Nhưng mà tôi cho nó tất cả mọi thứ mà tôi có mà. Anh biết cái rượu nữ nhi hồng không? Cái rượu đó là của người cha, có bình rượu ngon, người ta chôn dưới đất. Tới cái ngày người ta gả con gái, người ta đi lấy chồng, người ta mới đem cái bình rượu đó ra, người ta đãi hết toàn bộ quan khách. Đãi đó không phải là rượu, mà là tấm lòng của người cha, sự yêu thương của người cha gửi gắm trong đó dành cho con gái. Anh có hiểu không? Câu nệ mấy cái tiểu tiết đấy làm cái gì? Tôi là đàn ông, tôi không suy nghĩ tủn mủn như tụi đàn bà. Đàn bà nhiều khi cái sự tủn mủn của họ mà được việc đó anh. Nhiều khi sự lấn cấn của họ đó là có vấn đề trong câu chuyện đó. Giống như cái chuyện bà Song, đám cưới của con gái anh, bà đứng lên bà chống đối làm cái gì? Cái đó là vì bà thương con Ngân á, con gái của anh á. Rượu thì cũng để uống, còn đám cưới gả con gái, gả xong coi như là xong, hết trách nhiệm của làm cha làm mẹ. Nhưng mà nó không thay đổi được cái bản chất sự việc ở trong đâu. Sao không uống nữa? Hôm nay mình văn chương hay quá ta. Dạo này nhiều đứa biến thái, nó hay rình rập những cô gái đi một mình lắm. Trời ơi, nổi da gà. Má ơi, mày hãm em, mình bị sai. Không có hãm. Trời ơi, ông làm như quỷ thần nào xuất hiện vậy? Ở đây không có quỷ thần, con mình Du à. Làm gì mấy bữa nay cứ qua cứ tránh mặt tôi hoài vậy? Ủa tránh mặt đâu, chỉ là không đi chung đường thôi mà. Qua nói kỳ vậy, nguyên cái xóm này có mỗi con đường này ai cũng đi chung hết, trong đó có hai đứa tụi mình nữa. Cái đó kêu bằng là tránh mặt, người ta né, người ta không có đi chung. Hay là qua tôi có lỗi gì với qua, qua nói đi tôi sửa cho. Ông không có lỗi gì trơn, bị cái tội lộn xộn thôi. Tôi biết rồi nè, hay là qua sợ miệng đời cai nghiệt nè, dị nghị nè. Thấy sốt không? Nãy núp trong đây bị kiến nhót nó cắn, nóng lạnh luôn á. Không phải kiến cắn, này bệnh lâu rồi mà không chịu uống thuốc nè. Qua mua thuốc tôi uống đi. Nói nghe nè, mốt bỏ cái vụ hai đứa mình đi nha. Mệt mỏi à. Qua. Trời nắng thế này chắc là kem đất hàng lắm phải không? Có còn không, bán cho bà một cây. Bà hay thật đó, còn đúng có một cây thôi. Để con làm cho bà nha, bà chờ con một lát. Đây, của bà đây. Kem. Ê, tiếc quá, chỉ còn có một cây thôi, tôi vừa bán cho bà xong rồi. Lần sau chú lại ghé lại nhé.
Sao mà lúc nào cũng uống rượu thế hả ông Hợp ơi? Nợ chú tiền nhá. Cái đầu này á, để dành cho ba con. Ông mê ăn đầu lắm. Thôi cho con đi, con cũng thích ăn vậy. Ba già rồi răng cỏ đầu gặm nữa. Thằng này, nhà có khách kìa. Ê, ba về kìa. Ủa, ba, vô ăn cơm luôn đi, mọi người đợi nè. Rồi, mọi người cứ ăn đi, tôi không ăn đâu. Rượu tây. Chính xác là mùi rượu bữa đám cưới nè. Trời, con ngửi cái là con biết liền. Chứ cái xóm này ai mà chữ được cái rượu này. Đầu trên xóm dưới có mùi rượu đế chua lè thấy ghê. Cái công này nha, là cái ông anh rể của mình, cái anh phụ rể này nè, là khai quá cho cái xóm này mới biết cái rượu hảo hoạn. Cái công này là bà Ngân đi đâu? Vô kêu cái mà ngỗng kêu quạt nè. Kêu cái mà ngỗng kêu quạt nè. Ý a ý a Ngân về lòng thương nhớ chú Quang. Đồ chó thằng mất dạy tao giết mày. Ông chú ơi, chú ơi, chú bình tĩnh, chú bình tĩnh. Chú bình tĩnh. Tụi mày là tưởng lão già này chết rồi phải không? Tao nói cho tụi bay biết á, tao có chết bất đắc kỳ tử đi chăng nữa thì ở cái nhà này chồng vẫn phải là chồng, cha vẫn phải là cha. Đừng có lợn tùng quèo lên đó. Hả? Chó mà. Bây giờ chị nghe em vô trong đó rình nấp đi. Em phải chứng minh cho chị biết là ông Tuân cũng có thích em. Có thích em hẹn mới tới liền nè. Để tao coi. Anh. Sao không hẹn ở bên quán em mà lại có quán Mỹ Linh này? Chị Mỹ Linh nhờ em trong tiệm dùng. Bây giờ có hai đứa mình này, vậy nói chuyện nó ngồi xuống đây đi. Anh uống gì vậy? Để em làm cho. À, thôi, không cần. À thôi, trời nắng, uống nước dừa đi cho mát nha. Em cho anh Minh. Ước mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN.